Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha sẽ là nhân vật chính trong chương trình truyền hình Ý ngày lễ Phục Sinh. Tổng giáo phượng Inaculum đồng nhất nghi thức cử hành thánh lễ. Đức Thánh Cha Francisco và sự cần thiết của một Liên Hiệp Quốc hiệu quả hơn. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Thánh Cha sẽ là nhân vật chính trong chương trình truyền hình Ý ngày lễ Phục Sinh. Trong chương trình, những khuôn mặt của tin mừng được phát sóng trên kênh Rai One của Ý vào Chủ nhật Phục Sinh 17 tháng 4. Đức Thánh Cha sẽ là nhân vật chính điểm lại 9 năm giáo hoàng của Ngài. Chương trình được hợp tác thực hiện bởi Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đài truyền hình Ý và Thư viện Vatican. Nội dung bao gồm những thu thập một số suy tư trong 9 năm làm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, các bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Martha, các bài giáo lý trong buổi đọc kinh truyền tin và trong các dịp khác. Ở các bài suy niệm này, những người làm chương trình chọn những suy tư của Đức Thánh Cha về một số khuôn mặt nổi bật của tin mừng như người thu thuế Matthew, người trộm lành Madalena, người phụ nữ ngoại tình bị kết án ném đá. Giọng kể của Đức Thánh Cha sẽ đồng hành với khán giả truyền hình bằng các khung cảnh tin mừng được thể hiện bởi các nghệ sĩ vĩ đại trong các bức tranh, các tác phẩm điêu khắc, đa số trong đó thuộc về kho tàng vẻ đẹp đang được bảo tồn ở Vatican. Mỗi nhân vật gặp Chúa Giêsu sẽ được Đức Thánh Cha kể lại và được minh họa bằng những hình ảnh nổi tiếng. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với phần phỏng vấn dài Đức Thánh Cha dành cho các nhà làm chương trình như là phần tóm của câu chuyện. Trong phần giới thiệu chương trình, những khuôn mặt của tin mừng, Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục khuyên bạn tiếp xúc hàng ngày với tin mừng, bởi vì nếu bạn không tiếp xúc thường xuyên với người thương yêu, bạn sẽ rất khó yêu thương họ. Tình yêu là sự gặp gỡ liên tục, nói chuyện thường xuyên là lắng nghe và nhìn vào người mình yêu thương. Tình yêu là sự sẻ chia, và còn một điều rất khó, nếu bạn không tiếp xúc với tin mừng, chắc chắn bạn sẽ chỉ tiếp xúc với các ý tưởng hoặc hệ tư tưởng về tin mừng. Nói về chương trình này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh giải thích, chương trình này như là một cơ hội gặp gỡ, suy tư và tái khám phá vẻ đẹp tin mừng trong một thời điểm bị đánh dấu bởi nhiều cái xấu. Kết quả là một sản phẩm độc nhất, một câu trả lời trước sự chuyên chế của thời gian, sự vội vàng, mau quên, văn hóa dẫn dưng đang chi phối cuộc sống chúng ta và làm xói mòn sự thật. Theo Bộ trưởng Truyền thông, qua chương trình, khán giả truyền hình sẽ cảm nhận như được chính Đức Thánh Cha nắm lấy tay mỗi người và cùng bước đi trong một hành trình hướng tới sự thật của cuộc gặp gỡ. Ở điểm này, ông Paolo Ruffini bày tỏ lòng biết ơn những lời giảng dạy của Đức Thánh Cha, Bảo tàng và Thư viện Vatican vì đã chia sẻ những hình ảnh và những kiệt tác vượt thời gian cho các tác giả, đạo diễn và các nhà làm chương trình. Đây thực sự sẽ là một món quà dành cho mọi người trong lễ Phục Sinh. Tổng giáo phận Inaculum đồng nhất nghi thức cử hành thánh lễ. Các linh mục thuộc Tổng giáo phận Inaculum, Angamali, bên Ấn Độ, chấp nhận quyết định của bề trên về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức đồng nhất kể từ ngày 25 tháng 12 năm nay. Giáo phận Inaculum thuộc Giáo hội Công giáo Siro Malaba, nghi lễ Đông Phương. Trong lãnh thổ giáo phận, có tòa tổng giám mục trưởng do Đức Hồng Y George Alan Cherry, nhưng việc cai quản giáo phận được ủy cho vị đại diện là Đức Tổng giám mục Anthony Carrigio. Thượng hội đồng của giáo hội này đã quyết định thống nhất việc cử hành thánh lễ, gọi là Qurbana. Theo đó, trong phần thứ nhất của buổi lễ và phụng vụ lời Chúa thì linh mục đối diện với giáo dân, rồi sau đó, trong phần chính của thánh lễ với việc truyền phép và nghi thức thánh thể thì linh mục quay lên theo cùng hướng nhìn của các tín hữu.
34 giáo phận khác trong giáo hội Siromalaba đã tuân hành quyết định của Thượng đồng giáo hội, nhưng 300 linh mục trong giáo phận Ernakulam không muốn. Đức Tổng giám mục đại diện Kariyu đã chuẩn trước cho các linh mục vấn đề này và tiếp tục cử hành thánh lễ hoàn toàn quay xuống giáo dân. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, đã xảy ra sự scandal lớn biểu tình phản đối hàng giáo phẩm, khiến Đức Thánh Cha đã viết thư. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, kêu gọi các linh mục trong giáo phận này tuân hành các quyết định của bề trên. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Kariyu thông báo chấm dứt việc chuẩn trước cho các linh mục trong giáo phận về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Kể từ ngày 25 tháng 12 năm nay, tức là lễ Giáng sinh, các linh mục trong giáo phận đã chấp nhận quyết định trên đây của bề trên và chấm dứt tình trạng bế tắc từ lâu nay tại Ernakulam, giáo phận lớn nhất của giáo hội Siromalaba. Đức Thánh Cha Francisco và sự cần thiết của một Liên Hiệp Quốc hiệu quả hơn. Trong các bài phát biểu của mình trước Liên Hiệp Quốc, cũng như trong Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco luôn khuyến khích cải cách Liên Hiệp Quốc để mang lại tính hiệu quả cụ thể thực sự cho khái niệm một gia đình các quốc gia, đồng thời thúc giục những nỗ lực lớn hơn hướng tới chủ nghĩa đa phương. Trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, chúng ta đang chứng kiến sự bất lực của các tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Những lời của Đức Thánh Cha Francisco tại buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 6 tháng 4 đã vang vọng rộng rãi. Tuy nhiên, không kém phần liên quan là những từ ngay trước câu nói này. Thật vậy, chúng là tiền đề của nhận xét cay đắng. Sau Thế chiến thứ hai, các nỗ lực được thực hiện để đặt nền móng cho một kỷ nguyên hòa bình mới. Nhưng thật không may, chúng ta không bao giờ học được, phải không? Câu chuyện cũ về sự cạnh tranh giữa các cường quốc vẫn tiếp diễn. Đức Thánh Cha Francisco tin tưởng mạnh mẽ vào vai trò của Liên Hiệp Quốc và giá trị của chủ nghĩa đa phương. Niềm tin rằng ngày nay thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong thời đại thay đổi mà chúng ta đang sống trong quá trình gian khổ tìm kiếm một chân trời mới để cùng tồn tại cho nhân loại. Theo bước chân của những người tiền nhiệm và đặc biệt là Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần có những cử chỉ và lời nói ủng hộ Liên Hiệp Quốc, khuyến khích một quá trình cải cách được yêu cầu đặc biệt bởi những quốc gia, bởi những dân tộc là những người chịu nhiều hậu quả nhất của sự bất lực mà Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến. Phát biểu ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng cải cách và thích ứng với thời đại luôn cần thiết để theo đuổi mục tiêu cuối cùng là cho tất cả các quốc gia, không có ngoại lệ, được chia sẻ và có một tầm ảnh hưởng công bằng trong quá trình ra quyết định. Do đó, ngay từ những năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, Ngài đã nhấn mạnh chủ đề nhu cầu công bằng hơn, đặc biệt là trong trường hợp của những cơ quan có năng lực điều hành hiệu quả, chẳng hạn như Hội đồng Bảo an, cơ quan tài chính và các nhóm hoặc các cơ chế được tạo ra đặc biệt để đối phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế. Và Ngài kết thúc bài phát biểu của mình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York bằng cách nhắc lại sự cần thiết của một Liên Hiệp Quốc được củng cố. Đức Thánh Cha nhận xét, khuôn khổ luật pháp quốc tế đáng khen ngợi của tổ chức Liên Hiệp Quốc có thể là cam kết về một tương lai an toàn và hạnh phúc cho các thế hệ tương lai. Và điều đó sẽ xảy ra nếu đại diện của các quốc gia có thể gác lại các lợi ích đảng phái và ý thức hệ và chân thành nỗ lực phục vụ lợi ích chung. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những khái niệm này vào tháng 11 cùng năm trong chuyến thăm đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nairobi. Trên cam kết chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta, giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp quốc tế và phát triển kinh tế, lấy con người và các dân tộc làm trung tâm. Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh coi Liên Hiệp Quốc là diễn đàn quốc tế phù hợp nhất để tìm ra điểm hội tụ giữa các vấn đề khác nhau và các sở thích đa dạng. Vào tháng 12 năm 2019, trong một thông điệp video chung, Đức Giáo Hoàng và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhắc lại rằng
sự tin tưởng vào đối thoại giữa các cá nhân và giữa các quốc gia trong chủ nghĩa đa phương, vai trò của các tổ chức quốc tế và ngoại giao như một công cụ để đánh giá cao và sự hiểu biết là điều không thể thiếu cho việc xây dựng một thế giới hòa bình. Vài tháng sau, đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến việc đầu tư vào chủ nghĩa đa phương càng trở nên không thể thiếu với nhận thức rằng tất cả nhân loại đều ở chung một con thuyền. Đức Thánh Cha nhận xét trong một thông điệp video vào ngày 25 tháng 9 năm 2020 tại cuộc họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể sống thiếu nhau, hoặc tệ hơn là vẫn đọ sức với nhau. Liên Hiệp Quốc được thành lập để gắn kết các quốc gia lại với nhau, là cầu nối giữa các dân tộc. Và trong những từ phù hợp với những gì Ngài đã nói trong cuộc tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Ngài nói thêm rằng, thế giới đầy xung đột của chúng ta cần Liên Hiệp Quốc trở thành một hội thảo quốc tế hiệu quả hơn bao giờ hết vì hòa bình. Điều này có nghĩa là các thành viên của Hội đồng Bảo an, đặc biệt là các thành viên thường trực, phải hành động với sự thống nhất và quyết tâm cao hơn. Hơn thế nữa, việc cải tổ Liên Hiệp Quốc cũng tìm thấy một vị trí trong thông điệp Fratelli Tutti. Đức Thánh Cha Francisco dành hẳn một đoạn văn là đoạn 173 cho chủ đề này. Trước đó, Đức Gioan 23 đã dành đoạn 75 của thông điệp Pacem in Terris, nghĩa là hòa bình tại thế, cho Liên Hiệp Quốc. Đối với Đức Giáo Hoàng, một cuộc cải cách như vậy là cần thiết để khái niệm gia đình các quốc gia có thể có được những chiếc răng thật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần phải bảo đảm nguyên tắc pháp luật không bị kiểm soát và không mệt mỏi nhờ đến thương lượng, hòa giải và trọng tài. Với tình cảm tương tự, Đức Thánh Cha đã phát biểu những lời hôm thứ Tư. Ngài cũng cảnh báo rằng, cần phải ngăn tổ chức này bị đặt ra ngoài pháp luật, vì các vấn đề và thiếu sót của tổ chức có khả năng được giải quyết và phải được giải quyết chung. Như vậy, Đức Giáo Hoàng dường như cho rằng Liên Hiệp Quốc không tồn tại nếu các quốc gia không đoàn kết, thống nhất trong việc can đảm tìm kiếm con đường hiểu biết lẫn nhau. Cho dù đó là sự kết thúc của chiến tranh, bằng sáng chế về vaccine, cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, mỗi người phải sẵn sàng mất mát một chút để tất cả cùng có lợi. Thách thức quan trọng nhất đang bị đe dọa là tương lai của nhân loại. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.